thật ngu xuẩn. Một con đàn bà ngu xuẩn. Con xin lỗi, con xin lỗi bà. Đúng là nhục nhã. Ngày nào đó mày sẽ phải về đây quỳ gối và xin lỗi tao. Hôm nay tao nguyện rủa mày bằng tất cả sức lực của tao có. Nguyện rủa. Nguyện. Dana đã mất đi khả năng làm mẹ và tình hình con bé ngày càng tệ hơn. Nếu như không nhờ luật sư của công ty thì Dana chắc chắn không thoát khỏi kiện tụng với người ta vì gây thương tích nhầm người. Vốn không có chuyện nhầm người hay là đúng người đâu. Còn về chuyện gây thương tích cho người khác thì chuyện đó dĩ nhiên không bao giờ là chuyện đúng hết. Giờ thì con bé lúc nào nó cũng cảm thấy khó chịu trong người. Con nghĩ chắc là do lời nguyền tác động đến nó. Con sợ lắm. Chuyện Dana không thể sinh con thật ra không phải chuyện xấu gì. Ngược lại ta cảm thấy đó là một điều lành, chứng tỏ lời nguyền hết linh ứng. Con thấy không? Lời nguyền này đã cướp đi mạng sống của nhiều người trong nhà con. Giờ thì Dana nó không thể mất thêm người nào nữa. Bởi vì nỗi đau mất đi con cái đã chấm dứt rồi. Nhưng không có nghĩa là lời nguyền hoàn toàn tan biến đi. Trước đó nó đã cướp đi nhiều sinh mạng, và rồi nó chắc chắn sẽ còn cướp thêm nhiều nữa. Nó sẽ cướp thêm nữa? Cướp ai? Chỉ có đấng tối cao mới biết được thôi. Họ thật sự đã tuyệt vọng lắm rồi mẹ à. Con cứ nghĩ là đã chịu đựng đủ rồi chứ. Và ta nghĩ nó nhất định sẽ còn tiếp tục linh ứng thêm ở nhiều thế hệ nữa, cho tới khi chúng ta tìm ra được cách để có thể hóa giải được lời nguyền đó. Mẹ đang dự định sẽ đi một chuyến hành hương trong vài tháng. Chúng ta sẽ tìm sự giúp đỡ và câu trả lời cho chuyện của con. Đừng từ bỏ hy vọng. Mở cánh cửa đó sẽ khiến lời nguyền tràn vào cuộc sống của mấy đứa. Lời nguyền, lời nguyền, lời nguyền đó, lời nguyền. Lucy, không có lời nguyền nào hết. Con định đi sao? Đúng là thứ không ra gì. Ba ơi! Còn sống trong cái nhà này thì sẽ như công chúa. Ba đã cho con tất cả những gì con thích, mà giờ con lại chọn dứt bỏ gia đình chỉ vì cái thằng ranh con này. Ba ơi! Ba ơi, con xin lỗi. Xin ba hãy tha thứ cho con. Bởi vì con yêu anh Adam. Rồi từ từ ba sẽ hiểu cho con. Không bao giờ. Nếu hôm nay mày dám bước ra khỏi cái nhà này nửa bước, vậy thì từ hôm nay đừng bao giờ quay trở lại đây. Mày hãy tự chọn đi. Đây. Bác, con hứa sẽ cho con gái bác một cuộc sống hạnh phúc. Thằng khốn kiếp, biến đi cho tao. Tao hỏi lần cuối, mày đi hay ở? Ba ơi, con rất yêu ba. Con yêu gia đình của mình. Mà con không thể nào sống thiếu anh Adam được đâu ba. Con yêu ảnh. Thật ngu xuẩn. Một con đàn bà ngu xuẩn. Con xin lỗi. Con xin lỗi ba.
nhục nhã. Ngày nào đó mày sẽ phải về đây quỳ gối và xin lỗi tao. Hôm nay tao nguyện rủa mày bằng tất cả sức lực của tao có. Nguyện rủa, nguyện rủa. Cuộc sống mày sẽ đau khổ cho đến khi mày học được bài học mày nên học. Ba, nguyện, ba, nguyện rủa. Ba, có ai không? Nguyện rủa. Ba, nguyện rủa mày. Con xin lỗi ba, con xin lỗi. Gia đình của con đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Con xin ba đó.